Xin chào các cô chú, các anh chị, các bạn thân mến nha. Hôm nay Kim sẽ chia sẻ với mọi người một cái món rất là đơn giản mà chúng ta hay làm, đó là thịt ba chỉ. Chúng ta riêng với lại tôm khô. Thì ở đây Kim sẽ chuẩn bị 500g thịt ba chỉ. Chúng ta cắt thịt ba chỉ này nhỏ nhỏ như vậy nha mọi người. Và tôm khô thì ở đây mình rửa tôm khô cho sạch và mình ngâm nước ha. Tôm khô này mọi người mua cái loại nó cũng trọng trọng chút, mình khoảng 500 ngàn một tí ha. Mình sẽ có các gia vị nêm thông dụng như là đường, bột ngọt, muối, xà no, chiên xay, hành băm, mỡ băm và dầu hào, nước mắm. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta làm luôn nha mọi người. Vậy mình đã chia sẻ với mọi người và các bạn một cái món ăn thịt ba chỉ riêng tôm tôm khô ha. Thì kho tôm khô kiểu này ăn cũng rất là ngon, đặc biệt là trong những ngày mưa thì cái món này rất là bắt tôm nha. Trong quá trình nấu ăn thì có rất là nhiều sai sót, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp hay của mọi người, của các anh chị, các cô chú, các bạn thân mến nha. Cho Kim nhiều động lực hơn thì mọi người hãy đăng ký kênh góp ý kiến cho Kim nhiều hơn. Xin cảm ơn mọi người đã xem video ạ.